Những con đường tương lai vắng tanh, có sinh vật ngoài hành tinh tấn công khắp nơi. Cùng xem cao thủ Nobita sử dụng súng như thế nào nhé. Cứu thế giới, kỳ nghỉ hè tốt lành. Nhưng vợ tôi lại muốn bỏ Nobita để đến Hokkaido. Chồng tôi còn tàn nhẫn hơn. Tôi muốn đến một biệt thự lớn ở Hawaii để tắm nắng. Ngay cả gia đình F.A.T. Tiger, tôi cũng sắp đi du lịch đến Guam. Nobita thật trống trải, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi đã hứa sẽ không bỏ cuộc trong suốt quãng đời còn lại. Tất cả đều là lời nói dối của bạn bè. Ý nghĩ phải hứng chịu đòn chí mạng thứ hai sau chuyến đi. Nobita vội vã đi tìm Lan Béo, hãy đưa mình đến một nơi tuyệt vời. Nhưng hôm nay Lan Béo hình như đã ăn phải thuốc súng, vội vã về nhà, không nói một lời. Anh nhảy vào cổ máy thời gian, các thao tác đều mượt mà và trơn tru. Nobita hoàn toàn bối rối, nó có thể là một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh hay ngày tận thế. Để xác nhận tình hình, Nobita quyết định đi tới tương lai, muốn chết xây nhà mà không biết số nhà. Chúng ta chỉ có thể đến đó trước, hãy thực hiện một chuyến đi đến tương lai một cách thuận tiện, thời điểm có thể đạt được. Nobita hoảng sợ, anh hoảng sợ, dùng đỉnh tháp làm ống hút cứu sinh. Đại hùng liếc sang một bên, có một chiếc đĩa bay, sự đuổi đánh, Nobita vô tình bị ngã. Thấy Nobita sắp biến thành kẻ cặn bã, tốc độ rơi đột ngột chậm lại, chỉ khi đó tôi mới cứu được mạng sống của mình. Nhìn phía sau, tôi phải than thở về sức mạnh của thiết bị chống trọng lực ở thế kỷ 22 và vùng đất mà Nobita tưởng là, nhưng đó không phải là đất, nhưng một khu vườn treo. Nobita bước đi trên con đường vắng, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Quyết định hỏi ai đó, nhưng các cửa hàng trong tương lai đều sẽ là cửa hàng thông minh. Dù Nobita có hỏi thế nào, trí tuệ nhân tạo chỉ có một câu trả lời, thích và theo dõi. Kết quả là Nobita bị đánh nhầm và bị lột sạch quần áo. Tôi cũng nhận được miễn phí một bộ quần áo hợp thời trang trong tương lai. Quan trọng nhất là không có tiền. Nobita bước đi của một cán bộ kỳ cựu, càng nghĩ về nó càng kỳ lạ. Lại đến nhà hàng, nhưng cũng không có người sống. Nobita chỉ có thể thưởng thức một bữa ăn miễn phí. Nhưng Nobita liếc sang một bên, khu vườn trên cao đang trong tình trạng chạy khắp xóm. Mặc dù tôi không biết nó là gì, nhưng miễn là nó là một sinh vật sống, Nobita không chú ý đường suýt biến thành chuột chết đuối. Không ngờ anh ấy đã nhảy được 10 mét. Bây giờ Mavavira đã khám phá ra một thế giới mới. Một cú nhảy nhẹ sẽ lập kỷ lục Guinness. Đi thang máy, hãy đến với Sky Garden. Chạy suốt chặng đường, bắt mắt, nhưng chúng có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh. Nobita sợ hãi đến mức hét lên và bỏ chạy. Sinh vật ngoài hành tinh tấn công. May mắn thay, Nobita bước ra với đôi giày chạy bộ. Anh ấy cũng biết cách ngồi xổm trên cỏ vào những thời điểm quan trọng. Điều này đã cứu mạng tôi. Bây giờ Nobita lại càng hoảng sợ hơn. Có thể nào trái đất đã bị chiếm đóng, nhân loại đã bị xóa sổ. Nobita nhớ lại sự hoảng loạn của Lan Béo lúc đó. Chiếc búa thực sự đã biến mất. Tại thời điểm này, Thạch Tu xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn thấy cháu trai lớn của tôi, Nobita đã khóc vì sung sướng. Xem Nobita nói về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, Sisil cũng hoàn toàn hợp tác với màn trình diễn của ông nội. Tại sao tôi là người đàn ông cuối cùng trên thế giới? Loại đĩa bay nào xâm chiếm trái đất, giải phóng các sinh vật ngoài hành tinh, nướng con người thành từng mảnh vụn trong vài phút. Tôi thật tốt bụng khi đưa cho Nobita một khẩu súng. Không có thời gian để than thở về sự sụp đổ của thế giới, người ngoài hành tinh lại tấn công. Khi nói đến bắn súng, Nobita là vua. Những bước đi quyến rũ theo nhịp độ của quỷ dữ và những góc độ bất ngờ và phức tạp, đánh bại các sinh vật ngoài hành tinh đến tận cùng. Nobita và Sisi cổ vũ lẫn nhau, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Nhìn thấy chiến thắng trong tay, đĩa bay khổng lồ xuất hiện trên đầu. Một tia sáng trắng rơi xuống, đã đánh bay hai người. Khi Nobita tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Sisi ngất xỉu. Chưa có thời gian để buồn, tôi thực sự đã nhìn thấy những con người khác một lần nữa. F.A.T. Bo vừa trở về sau chuyến du hành lên mặt trăng. Nobita vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người đi vòng quanh hệ mặt trời và du hành tới sao hỏa cũng đã trở lại. Đôi mắt Nobita mở to như chuông đồng. Vì tất cả những gì tôi vừa trải qua, tất cả đều chỉ là trò chơi ba chiều. Bởi vì Nobita dành toàn bộ thời gian để lang thang khắp nơi. Đó là lý do cháu tôi không có tiền đi du lịch. Về phần domain, tôi vừa quay về tương lai để thay thế linh kiện. Mặc dù Nobita chưa có khả năng du hành ở thời hiện đại, nhưng tôi có một trò chơi ba chiều còn thú vị hơn cả việc du hành. Vậy các bạn có đi du lịch trong kỳ nghỉ hè không?